Tôi đã nói rồi, tôi vô tội. Các anh có giỏi thì cứ bắt đi. Tôi sẽ nhờ luật sư can thiệp, kiện các anh ra tòa vì tội bắt người không đủ bằng chứng đấy. Được, chúng tôi đã cho anh cơ hội cuối cùng để anh thể hiện sự thành khẩn, nhưng anh đã không tận dụng. Vậy chúng tôi sẽ nhắc lại cho anh toàn bộ mọi chuyện. Em nghĩ lại đi, chả gì chúng ta cũng đã đi với nhau một quãng đường dài. Nhưng cái gì cũng có thời của nó. Bây giờ em cần một bệ phóng mới, tin cậy và chắc chắn hơn. Em lấy gì để nói rằng con đường mà chúng ta đang cùng đi không đảm bảo cho em một tương lai tươi sáng? Vâng, chuyện đó em cũng biết. Chỉ tiếc rằng công nghiệp của anh chỉ đủ cho một chặng đường ngắn. Còn quãng đường dài phía trước thì anh tính sao? Chúng ta có còn gì để đầu tư nữa không? Mà anh biết đấy, đời con gái có thì đời của một con ca sĩ còn ngắn ngủi hơn nhiều. Em mà cứ bám vào anh thì không những khổ em mà còn khổ cả anh nữa đấy. Một loạt bài hát độc quyền, mấy giải thưởng tầm cỡ, mấy CD đã phát hành. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta đã làm được gần ấy việc. Chẳng lẽ còn quá ít hay sao? Chả ăn thua gì đâu anh Long à. Hối đứa dưới tầm em nhiều, nhưng nhờ có ông bầu mạnh nên đã làm live show, lập fan club, trang web riêng, đi châu Âu, đi Hoa Kỳ biểu diễn như đi chợ. Đành là thế, nhưng cái gì cũng phải có thời gian. Em hãy đi từng bước, chậm nhưng chắc, rồi em sẽ có tất cả. Những điều này tôi đã nói với em nhiều lần rồi. Và cũng chính vì chuyện này mà chúng ta đã to tiếng với nhau hôm sinh nhật em. Thôi anh Long ạ, nói mãi cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Em tuyên bố là từ nay em muốn được tự do và thoát khỏi cái bóng của anh. Em đã đủ lông, đủ cánh để tự mình bay. Còn những show diễn mà anh đã ký hợp đồng, tốt nhất là nên hủy đi. Vì thời gian tới em đã nhận diễn các show khác rồi. Thôi em về đây. Dù sao hãy nhận ở em một lời cảm ơn. Đối xử với anh như vậy, hãy nghĩ đến tình xưa của em. Dù sao thì chúng ta cũng đã có với nhau một mặt con. Bây giờ anh còn nói đến chuyện tình nghĩa với tôi à? Khi anh vơ vét mọi thứ trong nhà này, bán tống bán tháo đi, lấy tiền lo cho con đặc nô kia, thì anh có nghĩ gì đến mẹ con tôi không? Thằng Duy nằm viện, đến tiền mua sữa cũng không có. Vậy mà anh còn đem cái đàn piano kỷ niệm từ ngày cưới đem ra hiệu cầm đồ, lấy tiền làm gì đi cho con? Thôi, kia thôi, anh xin em. Chuyện cũng nhắc lại thêm đau lòng. Anh đã thua, anh đã trắng tay. Giờ anh không mất thêm em và con nữa. Những lúc anh hú hí với nó thì mẹ con tôi đã chết trong mắt anh. Còn bây giờ khi con khốn nạn ấy đã dân thuyền khác, nó đá đít anh, thì anh mới nhớ đến vợ và thằng con dại chứ gì. Bây giờ thì anh ân hận, muốn mẹ con tôi quay trở lại chứ gì. Dễ thế à? Không thích thì đuổi hắt ra đường, thích thì mở cửa cho vào. Anh coi mẹ con tôi chẳng bằng con chó. Em đừng nghĩ thế mà tội nghiệp cho anh. Đúng là anh có đầu tư cho Thảo Phương, nhưng chỉ với tư cách là ông bầu. Chẳng qua chỉ là chuyện làm ăn, chứ trong đó không có tình ý gì cả. Anh xin thề. Thề à? Thề cá chê chứ ông. Không có tình ý gì mà anh treo ảnh nó đầy nhà như thế này à? Anh có biết là anh đã làm tan nát hết tất cả. Anh đã gây cho tôi những vết thương không bao giờ có thể hàn gắn được. Bây giờ chỉ một câu thề, một lời xin lỗi xương mà được à? Thôi, như thế là đủ rồi. Tôi không còn một tí lòng tin nào với anh hết. Tôi sẽ ra đi, biến khỏi cuộc đời anh. Anh đã có tất cả, và cũng chính tự anh đã phá tan tất cả. Thôi, chào anh. Thank you.
Anh ạ. À, chị ấy lại gây chuyện với anh. Ờ. Anh đừng trách chị ấy. Sức chịu đựng của con người chỉ có hạn. Phải. Sức chịu đựng của con người chỉ có hạn. À, mà tao hỏi thật mày nhá. Mày có xúi bẩy con Thảo Phương không? Ấy không. Anh nhị oan cho em rồi. Tất cả những việc anh đã làm cho con Thảo Phương, họa có mù mới không nhìn thấy. Em tuy tính tình chẳng ra gì thật, nhưng mà cũng biết phân biệt phải trái đấy chứ. Anh xin lỗi chú, tao mất bình tĩnh nên quá lời. Em hiểu. Nói thật với anh, em cũng không đồng ý với quyết định của Thảo Phương. Nhưng vừa nói ra thì cô ấy sừng cô với cả em. Hay là anh cứ để thư thả vài hôm, đợi cô ấy bình tĩnh, rồi thử nói chuyện lại xem sao. Còn nói gì nữa. Hôm sinh nhật Thảo Phương, tao đã hết sức hòa nhã, hóa ra lại thành to tiếng. Sáng nay tao đã rủ Thảo Phương đi uống nước để thử thuyết phục một lần nữa, nhưng nó vẫn quyết tâm dứt áo ra đi. Về đến nhà con vợ lại sinh sự. Thôi, bình tĩnh anh ạ. Mọi chuyện sẽ tìm được hướng giải quyết. À, em có cân trà ngon mang đến biếu anh đây. Biết anh hay làm việc về khuya, thể nào cũng có lúc cần. Ờ, cảm ơn chú. Nhà anh cũng vừa mới hết. Thấy bảo trà ngon lắm, em cũng chưa kịp uống đâu. Hay là em pha thử một ấm nhé. Ờ, pha đi. Nước ở trong phích ý, xem còn nóng không. Chén đâu mà lại uống trà bằng ly uống rượu thế này hả anh? Vỡ hết rồi. Được đấy anh ạ, anh uống đi. À, ngày mai có liên hoan nhạc gia châu Âu, hoành tráng lắm. Bộ Văn hóa Thông tin nhà mình cùng với phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam và 6 đại sứ quán Luxembourg, Đan Mạch, Bỉ, Pháp, Đức, Thụy Điển cùng đứng ra tổ chức. Ban nhạc Việt Nam chống sớm cũng tham gia. Hay là anh em mình đi nghe cái đi. Đang buồn nẫu cả ruột ra, vui vẻ cái nỗi gì mà xem mới chả xét. Càng buồn thì lại càng phải tìm cách mà hóa giải nó đi. Ngồi nhà mà gặm nhấm nỗi đau mãi được hả anh? Không, anh không đi đâu. Thôi, đành thế. Anh không đi thì em rủ thằng Tuấn vậy. Có đôi vé mà không đi thì phí lắm. Hôm nay định qua bàn với ông anh một vài việc, nhưng mà thấy tâm trạng ông anh thế này nẫu quá. Thôi để hôm khác vậy, thằng em biến đây. Ừ, để hôm khác vậy. Bây giờ có nói gì cũng chẳng vào đâu. Em về đây. Được lắm, cô trả ơn tôi như thế đấy. Tôi sẽ cho cô được tự do, được thoát khỏi cái bóng của tôi.
Alo. Thái hả? Anh nghĩ lại rồi. Anh sẽ đi xem với chú cho nó khuây khỏa. Không, không phải đón anh đâu. Đằng nào ngày mai anh cũng có một chút việc ở mạng đó. Anh sẽ tự đến. Ờ, 7 giờ. Có mặt tại cửa nhà văn hóa. Chào chú. Thế bác chưa nấu cơm à? Tối rồi còn gì? Ừ nhỉ, gần 7 rưỡi rồi đấy. Trời oi bức, mệt quá. Nhà bác có đá không? Cho cháu một cục. Cứ vào mà lấy. Đầy ra đây, tớ cứ đặt chứ có dùng gì đâu. Thế đã ăn gì chưa? Tớ ra đặt nồi cháo, rồi để cho một bát nhé. Cháu không thấy đói, chỉ thấy khát thôi. Uống cốc nước mát, tắm một cái chắc là đỡ mệt. Thôi, cháu về đây. Câu chuyện đúng là như vậy chứ. Trí tưởng tượng của anh rất phong phú, nhưng hình như có vấn đề. Nghề công an mà cứ làm theo tưởng tượng thì... Nếu anh không muốn tiếp tục tự mình kể lại câu chuyện, thì tôi đành phải kể vậy. Tôi sẽ bắt đầu khoảng thời gian chính bác Ân không làm chứng được cho anh. Nghĩa là sao? Sau khi xin đá và nói mấy câu chuyện phiếm với bác Ân, anh đã không có mặt tại nhà mình mà đến nhà cô Thảo Phương. Bằng chứng đâu mà các anh dám nói như vậy? Bằng chứng đâu? Cho đến giờ phút này mà anh vẫn còn ngoan cố chưa chịu nhận tội. Anh đã tạo ra bằng chứng ngoại phạm bằng cách xuất hiện tại nhà bác Ân vào lúc 19:30, sau đó nói về nhà nằm nghỉ. Nhưng từ chỗ anh ở đến biệt thự cô Thảo Phương chỉ hơn 1 cây số, nếu đi bằng vận tốc bình thường chỉ mất khoảng 25 phút. Anh đã nghiên cứu rất kỹ, và khoảng thời gian đó chị Lài không có mặt tại nhà do phải đi thăm người thân ở bệnh viện. Hôm trước em nóng nảy nên có những lời nói xúc phạm làm anh đau lòng. Bỏ qua cho em nhé. Như vậy là em đã nghĩ lại. Không, em xin lỗi anh vì những lời nói xúc phạm trong lúc nóng nảy.
Chứ em không có gì phải nghĩ lại cả. Tất cả những gì đã định, em sẽ làm theo. Từ tháng sau, em sẽ hợp tác với ông Bầu Thịnh ở Hoa Kỳ. Đây là cơ hội vàng của em. Em mong anh hiểu và thông cảm cho em. Anh không ngăn cản những gì em đã làm, nếu điều đó không làm tổn hại đến chúng ta. Nhưng anh nhắc lại, vào lúc này mà em làm như vậy là không ổn. Anh đã mất bao nhiêu công sức, tiền bạc để lo cho những bước đi đầu đời của em. Đến bây giờ, tuy em đã có một chút thành công nhất định, nhưng em vẫn chưa đủ lông đủ cánh để hợp tác với Bầu Thịnh. 3721 ngày rồi nó lại đá văng em ra thôi. Ngược lại, em phải nghĩ về anh chứ. Vì sự nghiệp của em mà anh đã mất tất cả. Tiền bạc, thời gian, cả hạnh phúc gia đình nữa. Bây giờ vì anh, em nên nghĩ lại và chịu hy sinh một vài điều về em có được không? Em có phải là trẻ con đâu mà cứ phải nghĩ đi nghĩ lại như vậy. Thôi, chúng ta dừng đề tài này lại. Em đã đủ khôn lớn để quyết định cuộc đời mình. Xin lỗi, em có việc phải đi bây giờ. Không đi đâu cả. Cô phải ngồi xuống đây nói chuyện với tôi cho đến khi ngã gục tất cả. Cô được dễ dàng phủi tay như vậy sao? Ngồi xuống. Anh có là bố tôi thì cũng không có quyền cao giọng ra lệnh cho tôi như vậy. Từ giờ phút này, tôi và anh coi như không quen biết. Anh về đi. Cô không nghe lời tôi, cô sẽ phải hối hận đấy. Cái thứ đàn ông không biết làm đàn ông như anh mà cũng dám cao giọng dọa nạt tôi à? Thôi, về đuổi gà cho vợ đi. Ông nhạc sĩ bất lực ạ. Sao đầu tóc cậu lại ướt thế kia? Cẩn thận không trúng gió đấy. Không sao đâu bác ạ. Cháu vừa đánh một giấc, tắm qua loa, người khỏe hẳn lên. Đã cơm nước gì chưa? Ăn với tôi bát cháo. Ăn một mình cũng buồn. Vâng, người cháu cũng đang ươn thế này,
Có được bát cháo nóng thì còn gì bằng. Bị Thảo Phương ruồng rẫy, anh lâm vào cảnh nợ nần, vợ con ruồng bỏ. Vì thế anh muốn tìm cách trả thù. Nhưng trả thù bằng cách nào mà vẫn thoát khỏi lưới của pháp luật, đấy mới là vấn đề chính. Trong lúc anh chưa nghĩ ra được cách gì, thì bất ngờ Trương Hồng Thái đột ngột xuất hiện tại nơi anh ở. Và thế là Thái đã cho anh phương cách tốt để thực hiện âm mưu của mình. Vì anh cũng nghi Thái là kẻ đứng đằng sau giật dây Thảo Phương. Tôi không thù oán gì cậu ta cả. Chúng tôi vẫn đối xử với nhau bình thường, trước sau như một. À, hóa ra là thế. Anh đối xử tốt với Thái bằng cách biến anh ta từ một người vô tội trở thành một kẻ giết người. Khi Thái đã có nhà ý muốn mời anh đi xem nhạc gia vào tối hôm sau, lúc đầu anh đã không đồng ý. Nhưng ngay sau đó anh đổi ý, đúng không? Không, không có chuyện đi đâu. Thằng Thái khai láo để lôi tôi vào cuộc. Đừng nôn nóng. Chúng tôi đã xác minh các cuộc gọi điện thoại từ máy của anh, và nó hoàn toàn phù hợp với lời khai của Thái. Sau khi Thái đi khỏi, anh phát hiện ra một điều. Có rất nhiều dấu vân tay của Thái để lại trên chiếc ly bằng pha lê trong lúc uống trà. Bộ ly này của cô Thảo Phương gồm 8 chiếc. 4 chiếc cô đã tặng anh, còn lại 4. Vâng, nhưng chẳng lẽ tôi không được quyền nhận quà tặng của người khác à? Đừng vội ngắt lời. Anh biết Thái hay dùng thuốc Caravena và thường mang giày thể thao hiệu Asia cỡ 44. Sau đó, anh ra cửa hàng mua một đôi giày giống hệt của Thái và không quên mua loại thuốc mà Thái vẫn thường hút. Tối thứ 3, anh về nhà để chứng minh thời gian ngoại phạm của mình. Sau đó, thừa lúc bác Ân đang chăm chú bếp núc, anh xỏ đôi giày quá cỡ vào chân và bắt đầu hành vi phạm tội. Anh đã tính tất cả, nhưng chưa tính hết. Đôi giày của Thái sử dụng đã lâu, nên đế đã mòn. Còn vết giày để lại tại vườn hoa, hoàn toàn mới. Chẳng phải Thái đã khai, hắn mò vào nhà Thảo Phương là định ăn cắp đấy thôi. Đúng. Chính vì hành động dại dột đó, làm chúng tôi đã có lúc lạc hướng điều tra. Quả thật, mọi chứng cứ đều chống lại anh ta, kể cả lý do đang đêm mò vào nhà Thảo Phương, mà anh ta nói là muốn lấy lại vài kỷ vật, vì sợ bị liên lụy, lại làm chúng tôi càng nghi ngờ. Vậy anh có muốn biết chứng cứ gì lật tẩy anh không? Đây là những vật chứng có tại hiện trường nơi xảy ra án mạng. Trên đấy có một cái, có lưu lại dấu vân tay của nạn nhân. Chiếc còn lại là dấu vân tay của Thái. Nhưng anh có nhận ra sự khác biệt giữa hai chiếc ly này không, anh Long? Khác nhau là ở chỗ, ly của cô Thảo Phương lúc nào cũng được rửa sạch sẽ, trắng bóng. Còn ly của anh chỉ dùng để uống trà, lâu ngày không chùi rửa nên đóng cặn vàng khè. Cũng là thói quen thường gặp ở những người đàn ông sống độc thân. Trong 4 cái ly này, có một cái ly là của cô ca sĩ Thảo Phương. Đây, nó chính là cái này. Vì nó vẫn còn sáng bóng và chưa bị đóng cặn trà như những cái khác. Chính thói lười biếng đã tố cáo anh. Không có gì để xem nữa hay sao mà lại theo dõi mấy cái của nợ này? Của nợ là thế nào? Phim hơi bị hay đấy. Tập thứ mấy nghìn rồi? Nhớ mọi người lắm. À, nó sẽ còn dài hơn cuộc đời cậu nhiều. Tôi tưởng cái của nợ này chỉ phù hợp với mấy bà già về hưu thừa thời gian, hoặc là mấy mụ sồn sồn dư sức nhưng không biết làm gì. Ai ngờ nó cũng làm bạn tôi thích thú đến vậy. Tôi thích đủ thứ, nhưng toàn những thứ nằm trong khả năng của mình, chứ không thích chung với thiên hạ. Thấy người ta đi học lái xe cũng đua đòi đi học. Kiếp sau chắc gì đã mua nổi một chiếc xe mà người ta thanh lý một mớ 12 triệu 3 chiếc đâu ông ạ.
con đã bị đoán mạng lâu rồi. Biết rồi. Đang đoạn cô vợ đi tìm thầy để học bí quyết giúp chồng sinh con trai, rất nên xem. Đúng thế. Cái gì mà chả phải học? Yêu cũng còn phải học nữa là... Thôi dẹp đi. Tôi vừa mới tìm được tài liệu dạy cách sinh con trai theo ý muốn, cực kỳ hiệu nghiệm. Ông cứ để dành cho mình dùng, có khi nó chỉ hợp với ông thôi đấy. Tôi nói thật đấy, xác suất thành công ấy là 96%, nghe rõ chưa? 96%. Nghe ông nói thì tôi nằm trong số 4% còn lại chứ gì. Thôi biến đi. Ông làm cái trò gì thế? Nhường nhau một tí. Đang tường thuật đua công thức 1, phim chiếu đi chiếu lại mà. Thì có mấy khi được ở nhà đâu mà xem. Được đây. Thôi mà, nhường đi. Ông hơn tôi 2 tuổi, đáng lẽ được làm anh. Nhưng vì ông hay lọng quạng, cho nên xếp hạng bạn bè. Làm anh khó lắm, đúng không? Cũng được. Bằng chứng là đây này. Ai lại đi tranh giành TV với thằng em bao giờ? Lắm mồm thế. Đấy, xem đi. Nhạt miệng quá. Xem thế nào, bố trí ấm trà nhé. Cái gì? Ngồi đấy mà mơ nhá. Có gì bà gọi tôi. Là sáng mai mình đi vâng.
Ino, mày làm gì mà rủ ầm lên thế? Lại có con chuột phải không? Được, để tao xem nào. Alo. Dạ vâng. Vâng vâng vâng. Chúng tôi sẽ đến ngay. Có án rồi, lên đường. Cho đi nhờ nào. Yêu cầu mọi người giãn ra cho chúng tôi làm nhiệm vụ. Khẩn trương. Tình trạng sức khỏe của nạn nhân thế nào? Rất nguy kịch. Lưỡi dao đâm thấu tim. Đã đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Tôi đang lo bà ta không qua khỏi. Tên hung thủ ra tay lạnh lùng và chính xác. Đấy thì nó biết rằng là bà ấy có tiền nhiều tiền lắm. Bà nó cấp của rồi. Nó tiền về. Chứ chết đoán như thế. Ít nhất thì nó có cái nguyên nhân gì xảy ra. Con ở nước ngoài. Tình hình chị An đây tốt chứ? Gần đây không có gì xảy ra. Cậu xuống bếp quan sát xem sao. Hiện tại, chốt cửa đã bị kéo hết sang một bên. Chỉ còn chiếc ổ khóa móc ở bên cánh cửa có gắn sẵn chìa. Có lẽ thủ phạm đã thoát ra theo lối cửa hậu. Còn nếu trước khi xảy ra vụ án mà cánh cửa ở trạng thái khóa và chốt cửa được gài, thì thủ phạm không thể vào được bên trong. Vì hoàn toàn không có dấu hiệu cậy phá. Phải chăng nạn nhân đã lơ đễnh nên quên khóa cửa? Tại sao lại có thanh treo rèm ở đây nhỉ? Cậu hãy đến ngay bệnh viện và túc trực luôn ở đấy. Nếu nạn nhân tỉnh lại thì lập tức lấy lời khai ngay. Có khai thác được gì thì alo. Còn tôi ở lại đây điều tra thêm. Ai gọi điện báo cho anh biết vụ án mạng này? Bà Thà, hàng xóm của nạn nhân. Anh có thể cho tôi gặp bác ấy được không? Vâng, bà ấy đang ở ngoài sân ạ. Khoảng hơn 9 giờ tối, bà Nhường khóa cửa lại, rồi dắt con Kino sang nhà tôi. Vừa xem tivi, vừa tán gẫu cho nó đỡ buồn. Vừa xong, tôi thấy cửa hậu nhà bà Nhường không khóa. Có thể kẻ gian đã lẻn vào bằng lối này. Theo bác,
thì bà Nhường có quên khóa cửa này không? Không bao giờ. Tính bà Nhường rất cẩn thận. Từ đây qua nhà tôi, cách một quãng, nhưng bao giờ bà ấy cũng khóa cổng. Còn cánh cửa hậu ở nhà bếp thì luôn gài chốt và khóa kỹ. Chỉ có điều không bao giờ rút chìa ra khỏi ổ, vì bà ấy ít khi mở cửa hậu lắm. Mà như vậy cũng chắc chắn lắm rồi, kẻ bên ngoài không thể vào được. Vâng, đúng thế. Cho dù không rút chìa ra khỏi ổ khóa thì thủ phạm cũng không thể nào vào được bên trong. Khoảng 11 giờ thì bà ấy về. Đến cổng, bà Nhường còn dặn tôi phải dậy đúng 4 giờ sáng để cùng đi bộ. Độ một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng chó sủa. Tôi đoán chắc là nhà đang có khách lạ, nên con Kino nó mới sủa dữ như thế. Tôi thấy hơi lạ, vì bà Nhường tuy quan hệ với rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ bà ấy đưa khách về nhà. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bà Nhường hét to, trộm trộm. Thế là tôi vội vàng mở cửa, chạy sang. Bỗng tôi nghe giọng đàn ông ái lên một tiếng, rồi tiếng con Kino bị đánh kêu ăng ẳng. Chưa đến nơi thì tôi thấy tiếng bà Nhường kêu cướp cướp, rồi im bặt. Vừa bước chân tới cổng, tôi đã thấy bà Nhường nằm úp mặt xuống đất, máu me lênh láng. Ôi, tôi sợ quá. Bác có nhìn thấy hung thủ không? Có, nhưng mà chỉ loáng thoáng thôi, không rõ lắm. Tôi chỉ thấy hắn mặc bộ đồ đen, đầu đội mũ lưỡi chai sùng sụp, mồm đeo khẩu trang to tướng, mà chỉ chừa mỗi đôi mắt thôi. Bác có thể tả lại hình dáng của hung thủ được không ạ? Ví dụ như hắn cao khoảng bao nhiêu, gầy béo ra sao? Bác cố nhớ lại, bởi vì những chi tiết này rất có giá trị cho việc điều tra. Tôi chịu thôi. Lúc đó vì sợ quá, lại tối nữa chứ, nên tôi chẳng còn lòng dạ nào mà để ý đến chuyện khác. Đây là thiếu tá Vũ Linh ở phòng hình sự. Còn đây là bác Đỉnh, tổ trưởng dân phố. Tôi mời bác sang đây theo yêu cầu của anh. Chào anh. À, vâng, chào bác. Cũng đang muốn gặp bác để hỏi thêm một số thông tin. Thế thì mời anh qua nhà tôi cho tiện. Vâng, cảm ơn bác. Tôi sẽ còn phải phiền đến bác nhiều ạ. Vâng ạ, vâng. Có gì anh cứ qua. Vâng. Chào bác. Ta đi thôi, chào anh. Chào anh. Tổ dân phố do tôi phụ trách gồm 52 hộ thường trú và 12 hộ tạm trú, có 376 nhân khẩu, tất cả đều nằm ở ngách 73 này. Trước kia ở đây thỉnh thoảng có xảy ra mất cắp vặt, cho nên bà con đã đóng góp tiền đóng cái cổng sắt ở ngay cái đầu ngách này. Hàng đêm cứ đến 10 giờ là tôi khóa cổng lại bằng chiếc khóa vòng. Mỗi hộ có một chìa khóa riêng, ai ra vào đều phải đóng lại cẩn thận, nhờ đó mà nạn trộm cắp chấm dứt hẳn. Tưởng đâu từ đây mọi người sẽ được sống yên ổn, nào ngờ. Anh ngồi xuống đi. Vâng. Dã man quá. Mấy anh nhất định làm thế nào tóm bằng được thủ phạm để dân chúng tôi sống yên ổn. Chứ thế này thì lỏ lắm. Sau khi vụ án xảy ra thì cổng ngách đang mở hay khóa? Khóa, tôi chắc chắn. Vì lúc nghe tiếng kêu cứu của bà Thà, tôi lập tức chạy ra cổng xem, đề phòng hung thủ thoát ra theo lối này. Bác có thể kể kỹ hơn cho tôi nghe về bà Nhường và những mối quan hệ của bà ấy có được không ạ? Bà Nhường mới mua nhà và dọn về đây ở được gần một năm. Đây là người đàn bà có nhan sắc, thích trưng diện và trẻ hơn so với tuổi 53 của mình. Về chấp hành những chủ trương chính sách của địa phương, bà luôn tỏ ra gương mẫu, không bao giờ vắng mặt ở các cuộc họp ở tổ dân phố. Nói chung, bà ta là một công dân tốt. Bà Nhường làm nghề gì và sống với ai ạ? Có mỗi cô con gái, sang Mỹ đã 5 năm nay rồi. Bà ấy cũng chẳng phải làm gì, vì hàng tháng có tiền của cô con gái gửi về. Nó tên là Thu, cũng chạc 30 tuổi, xinh xắn như mẹ. À, cách đây 3 tháng, cô Thu có dắt về một ông Tây mắt xanh mũi lõ, xì xà xì xồ. Bà Nhường dắt cô con gái và chàng rể quý của mình đi lòng vòng chào cả xóm, hãnh diện lắm. Cách sinh hoạt hàng ngày của bà ta như thế nào? Nói chung, bà Nhường có thói quen chăm chút đến dáng vẻ bên ngoài. Bà ta biết cách chinh phục cái đàn ông bằng những cử chỉ rất dễ thương. Và lời nói thì như rót mật vào tai. Anh có thuốc. À, cảm ơn bác. Bà ấy có quan hệ với người đàn ông nào trong xóm mình không hả bác? Làm sao mà tránh khỏi.
Nhưng tôi nói anh hứa phải giữ kín chuyện này nhá. Mụ vợ tôi không thích tôi chĩa mũi vào chuyện của thiên hạ. Mà bà có tính nói dai nhức đầu lắm. Cách đây vài tháng, ở ngách 73 này xảy ra một vụ đánh ghen âm cả ngõ. Không hiểu bà Nhường và ông Thám tằng tịu thế nào mà bà vợ bỗng nổi cơn tam bành, kéo cả họ hàng nội ngoại, hàng chục người mang theo gậy gộc dao kéo dàn trận trước cửa nhà bà Nhường. Bà Nhường sợ quá đóng chặt cả cửa, vội điện lên công an phường cầu cứu. Cũng may mà mấy anh công an nhanh tay can thiệp, chứ không thì sự thể sẽ không biết như thế nào. Bà Nhường thì chỉ bị xây sát nhẹ, nhưng còn quần áo thì rách toạc ra. Mối quan hệ đó có thật hay không? Hay chỉ là ghen bóng ghen gió? Thực ra thì tôi không biết. Người nói có, kẻ nói chẳng biết đâu mà lần. Nhưng bà Nhường có kém cỏi chiến tích lắm đâu. Cái nhà bà Thám cũng là người hay ghen bóng ghen gió. Và lại bây giờ thiên hạ an vụng khéo lắm. Sau vụ đó, bà Thám bị xử lý hành chính vì tội làm nhục công dân. Nhưng bà ta có chịu chừa đâu. Thỉnh thoảng lại vác mặt đến nhà bà Nhường, hăm dọa, băm kẻ tình địch ra làm món chả rán giòn. Ông ơi! Đến giờ rồi mà ông không đi làm, để khách họ đợi à? Tôi đi ngay đây. Tôi làm thêm nghề xe ôm. Hôm nay có khách nhờ tôi chở ra bến xe phía Nam. Anh thông cảm. Vâng. Cảm ơn bác về những thông tin rất có ích. Chào bác. Chào anh. Thưa bác sĩ, tình hình bệnh nhân thế nào rồi ạ? Bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Nhát dao đâm từ phía sau trúng ngay tim, rất nguy kịch. Chúng tôi sẽ cố gắng còn nước còn tát, vâng. Nhưng rất ít hy vọng. Cảm ơn bác sĩ. Vâng.